Những câu hỏi để cảm nhận một người nhân viên tốt. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Việc tuyển dụng nhân viên là một điều rất là quan trọng cũng như là rất là cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Bởi vì nhân viên, con người đó chính là những thứ có thể làm nên doanh số của bạn, làm nên sự phát triển công ty của bạn. Bởi vì vậy, việc lựa chọn cái nhân sự sao cho phù hợp, những nhân sự sao cho tốt nhất là điều cần thiết cho bất kỳ cái doanh nghiệp nào để có thể đưa vào những cái vị trí, lắp vào những cái vị trí phù hợp cho cái sự phát triển trong tương lai của công ty. Và với video clip này, Tân sẽ đề xuất cho các bạn một số câu hỏi mà Tân đã sử dụng trong việc lựa chọn nhân viên trong doanh nghiệp để làm việc và phát triển cùng với Tân. Thì trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của video thì các bạn hãy nhớ bấm subscribe để ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video mới nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính. Và câu hỏi đầu tiên Tân hay hỏi những cái người nhân viên trong cái lúc mà tuyển dụng á là em muốn lương bao nhiêu. Một người nhân viên mà vừa mới vào làm mà đã đề xuất một cái lương như thế này, lương như thế kia và không nói là tại sao như vậy thì một người nhân viên đó không tốt, đôi khi là ảo tưởng. Dĩ nhiên là có một số người, người ta tự tin vào cái năng lực của mình, người ta hiểu về những gì họ có thể cống hiến, có thể làm. Người ta đề xuất một cái lương và người ta sẽ nói là tại sao cái lương đó là phù hợp với em, em sẽ làm được những gì cho công ty. Thì khi đó là một người ok, bạn có thể nhận được và bạn có thể là tuyển dụng được. Như một người mà đưa ra một cái con số mà nó không có bất kỳ cái lý do nào để có thể là xem xét là nó ok hay không thì bạn hãy nên cân nhắc. Dù mức lương thấp hay mức lương cao thì các bạn cũng đều cân nhắc như nhau. Mức lương cao sẽ tạo ra một cái sự ảo tưởng. Đặc biệt là các bạn sinh viên vừa mới ra trường, lúc nào cũng đòi lương mười mấy triệu hết trong khi chưa biết làm được gì. Còn một số bạn quá tự ti cho một cái lương quá thấp thì thành ra đôi khi vào trong công việc làm không được việc và bạn sẽ mất công một thời gian. Bởi vì vậy bạn hãy nghiên cứu ngay cái chỗ này là cái mức lương muốn là bao nhiêu. Coi cái câu trả lời họ, đặc biệt là cái câu trả lời của họ chứ không phải là cái con số mà họ đưa ra. Cái câu trả lời của họ như thế nào thì bạn sẽ thấy được à, người này có năng lực thật sự hay không. Và cái cô này, cậu này có bị ảo tưởng hay không hay có bị tự ti hay không thì bạn sẽ xét tiếp những yếu tố tiếp theo. Chứ không phải là đưa ra con số cao hay đưa ra con số thấp mà chúng ta sẽ lựa chọn họ. Cái đầu tiên Tân hay hỏi đó chính là em muốn lương bao nhiêu. Nếu mà trả lời đúng thì Tân sẽ nói chuyện tiếp. Còn nếu mà đưa ra một cái con số và nói ở trên trời hoặc là không có giải thích rõ ràng em muốn như vậy thì ok, Tân sẽ không nói chuyện tiếp và có thể out. Hoặc có thể nói chuyện tiếp trong lịch sự nhưng mà vẫn out. Ok, đó là cái câu đầu tiên. Câu thứ hai là em làm việc ngày mấy tiếng. Câu chuyện mà làm việc ngày mấy tiếng là cái sự quan tâm của rất nhiều cái người mà đi xin việc, những người đi làm. Nhưng mà đối với những người, đặc biệt là những người trẻ chưa có gia đình mà luôn đòi hỏi là một ngày phải làm 8 tiếng, một ngày phải làm 10 tiếng thôi, không có được làm hơn, không có được là như thế này hay như thế kia hay như thế nọ, thì đây là một cái câu trả lời của một người không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì đã là người trẻ, đã là người mà mới ra trường hoặc là người ít kinh nghiệm, khi đi vào bất kỳ công ty nào đó, việc đòi hỏi là hoàn thành công việc, việc đòi hỏi là phải phát triển, phải đạt được cái mục tiêu đề ra, chứ không phải là làm ngày mấy tiếng. Thậm chí đem việc về nhà làm cũng được, hoặc có thể là làm thứ bảy chủ nhật luôn cũng được, miễn sao mà cái kết quả cuối cùng đạt được như là cái mong muốn, thậm chí thức khuya làm cũng được, thì đó mới là những con người thật sự tốt để bạn có thể tuyển dụng. Chứ không phải là những người mà cứ đi làm và tới công ty đến thời gian. Ha, các bạn nghe bài đến thời gian rồi đúng không? Đến thời gian hình như của huyền thoại, màn đêm trôi qua vậy đó. Thì những người này luôn hát cái bài hát đến thời gian đó. Thì mỗi ngày đi làm đối với họ giống như là cái việc mà đến thời gian trôi qua, hết giờ về, hết giờ về. Họ không chú tâm đến cái chất lượng và hiệu quả công việc. Thì đó là những người mà không nên tuyển dụng. Em muốn làm việc ngày mấy tiếng thì
nếu mà họ nói ra à một ngày bao nhiêu tiếng đó vì lý do gì, nhưng mà họ sẽ đáp ứng được cái này cái kia cái nọ và họ khẳng định được điều đó và họ tự tin được điều đó thì đó là câu chuyện khác nha. Còn những người mà nói một cách mà cọc lóc, nói một cách mà xung đột, không có một cái lý do lý chấu hay là không có một cái cơ sở dữ liệu nào để phân tích để chứng minh được cái hiệu quả mà họ mang lại, mà họ chỉ chăm chăm à ngày làm nhiêu tiếng và tháng nhận nhiêu lương đó, thì người đó không tốt và không nên tuyển dụng. Thứ ba đó là định hướng tương lai. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Của em là gì? Định hướng tương lai để bạn thấy được là cái mục tiêu sắp tới của họ trong tương lai. 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa là gì? Những người có định hướng rõ ràng thì những người đó mới có thể phát triển, họ mới có thể nỗ lực mà đi tới cùng được. Còn những người mà không biết định hướng là như thế nào, không có mục tiêu gì phát triển trong cuộc sống hết, thì những người đó là những người an phận, những người lẹt đẹt, những người không bao giờ phát triển, họ phát triển rất chậm. Không có động lực mà phát triển bằng cách nào? Không động lực. Bạn nên suy nghĩ nha. Tất cả những thứ trong cuộc đời của bạn, tại vì sao bạn có được nó, bạn làm được nó, bạn có động lực để bạn chiến đấu để bạn có được nó. Chứ không phải là không không mà nó tới với bạn. Trừ khi bạn trúng với số thì ai cho bạn hay ba mẹ để lại thôi. Chứ không có thể nào mà tự nhiên một cái gì đó không không có giá trị mà lại tới với bạn. Bạn phải nỗ lực để bạn đạt được nó. Thì nhân viên cũng vậy, họ phải lên một cái tầm cao mới, họ phải đạt được cái vị trí nào, họ phải làm cái chức vụ gì, họ phải có được những gì sau khoảng thời gian nào. Thì những cái định hướng rõ ràng trong tương lai như vậy thì mới xác định người nhân viên này tốt, có ý chí, có nghị lực, có sự phấn đấu cao trong công việc. Và như vậy mới đạt được những cái hiệu quả. Chứ không thể nào mà các bạn không có hỏi những điều đó được. Cái thứ tư, vì sao em chọn công ty này hay là chọn cái vị trí này? Phải đưa ra những cái lý luận, lập luận cụ thể. Và đặc biệt là với công ty nha. Cái người nhân viên mà xin vào cái công ty của bạn là phải tìm hiểu về bạn hay là tìm hiểu về công ty của bạn. Chứ không thể nào mà xin vô công ty chỉ vì công việc và chỉ vì kiếm tiền lương thôi. Điều đó hoàn toàn sai. Điều đó sẽ mang tới cho bạn một người đi bào tiền của bạn mà thôi. Chứ không phải là một người làm việc có hiệu quả cho bạn. Nên cái câu hỏi là vì sao chọn cái công việc này, để họ hiểu là những cái điểm mạnh của họ, những cái mà họ mong muốn hay những cái định hướng tương lai của họ đang có những gì, nên là họ mới chọn cái vị trí này để họ làm việc. Và vì sao họ chọn công ty mình mà không chọn công ty khác, là để cho bạn hiểu được rằng họ có sự nghiên cứu, họ có sự mà yêu mến, họ có sự tìm hiểu công ty bạn trước khi mà nộp đơn xin việc. Chứ không phải là chỉ vì công ty bạn tuyển dụng mà bạn họ nộp đơn để đi có một công việc để đi làm, để kiếm tiền, để sống qua ngày được. Như vậy không phải là một người nhân viên tốt. Và câu hỏi thứ năm, câu hỏi cuối cùng là em làm cách nào để công việc tốt hơn mỗi ngày? Đây là cái câu mà Tân xem cái người đó có những cái điều gì khác biệt hay không. Bởi vì bạn phải hiểu rằng con người ta khác biệt hay không, không phải là nằm ở xuất phát điểm. Xuất phát điểm chỉ một phần thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà họ làm việc, họ rảnh, họ dư dả, họ sẽ làm những gì ở những lúc đó, thì cái đó mới là quan trọng. Khi mà hỏi một cái người nhân viên làm gì để tốt hơn mỗi ngày hay làm gì trong lúc rảnh, thì bạn sẽ hiểu được cái tương lai họ đi về đâu. Nếu những người nhân viên đó em sẽ nghiên cứu thêm những cái mới để phục vụ cho công việc, em sẽ đọc sách để nâng cao cái bản thân của mình, em sẽ xem những cái bộ phim ý nghĩa để có thêm bài học cho mình, hay là em sẽ đi giao lưu với là những cái đối tác, những cái khách hàng tiềm năng để có thể là tạo dựng thêm mối quan hệ phục vụ cho cuộc sống và công việc sau này. Thì đó là những người mà có tầm nhìn và những người biết và hiểu chính bản thân mình như thế nào và làm những gì để đạt được những kết quả tốt nhất. Còn không biết là mỗi ngày chúng ta sẽ phát triển như thế nào, chúng ta sẽ phải làm những gì để phát triển nó. Em rảnh, em nghe nhạc, em xem phim cho vui, em đi chơi cà phê bạn bè, em đi nhậu, em đi làm những cái gì đó linh tinh. Thì những người như thế không bao giờ ở trong cái tầm mắt của Tân cả. Bởi vì những bạn như thế thì mấy bạn đó không có cái chiều sâu
và các bạn sẽ không bao giờ mà phát triển công việc bạn lên được tốt hơn cả. Tân thì luôn cần những người mà phát triển lên một cái tầm cao hơn, giỏi hơn, tốt hơn. Cho dù sau này họ không có làm việc với mình nữa, không có đồng hành cùng với mình nữa, thì mình cũng tự hào được rằng à, những con người này, những bạn này là những người mà từng được mình dẫn dắt, từng được mình đào tạo, từng được mình huấn luyện để đạt được cái thành công ngày hôm nay. Đó là năm cái câu hỏi mà Tân hay hỏi khi phỏng vấn những cái người nhân viên khi tuyển dụng, để hiểu được cái người nhân viên đó là như thế nào và ra sao. Nếu giá trị video clip đang mang lại cho bạn những điều bổ ích và thiết thực thì hãy bấm like để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó, subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video tiếp theo trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Và hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Video này là hết. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.